Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ cho mọi người tham gia một trò chơi cực kỳ là hạch não. Trò gì? Xem nha. Sợ quá, phải ban nó thôi. Mở chai sâm banh ăn mừng chút đi đây ạ. À có nghĩa là mình phải mở rồi. Mở sâm banh kiểu gì? Chưa bao giờ. Bác. Anh chơi bao nhiêu? Khó mà. Đây, ngắt rồi, tôi ngắt rồi. Ngắt lắc thì làm sao ra được. Trò này dễ dễ vãi nhìn các bạn. Trò này dễ dễ vãi nhìn các bạn. Tôi sáu rất mẹ. Cái trò này tôi cầm nặng như các kiểu nghiêm nghiêm các thứ. Bang. Nó hay thấy cực. Không ăn thua. Ác cho nó. Không, phải. Bị mồm nó lại. Tóc dài quá, cắt tóc cho em bé đi. Cắt cái tóc ở đây. Đây, cắt cái tóc này. Vãi cả đái. Em gợi ý nhá. Gợi ý đi. Dù nó ngủ. Bị buông lại. Sao? Hay là nó ít ngủ. Để xem nó xin xin minutes later. Ôi ngủ đây. Ui. Thế nhỉ? Bạn đang làm mẹ. Được. Hay quá. Ăn chuột. Bang. Quên khó rồi này. Thịt chuột sẽ chả giúp bằng kiểu kiểu gì nói thế nào để nó bị sặc khói nó tự bỏ này. Ừ này em cho nó sặc khói rồi không khói ra hai đầu nữa bằng cái gì em không bao giờ chơi lại trò này đâu em không bao giờ chơi lại trò này đâu